Hãy cảm ơn người đối xử tệ với bạn vì họ đang gánh nghiệp giúp bạn. Rất hay và ý nghĩa. Kính thưa quý vị, không ai thích bị đối xử tệ bạc và thường căm ghét người khiến mình bị thiệt hại. Nhưng sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn hãy chuyển sang cảm ơn kẻ đó. Thanh triều thời vua Cản Long có một thanh niên họ Đỗ. Họ Đỗ là con một trong gia đình nông dân, gia sản chẳng có gì, cha mẹ đã già yếu. Từ bé thì họ Đỗ luôn bị bạn bắt nạt, nhất là hàng xóm đồng niên họ Cổ, vốn to con hơn, gia đình lại giàu có hơn. Lớn lên thì họ Đỗ đi đâu gặp họ Cổ cũng bị trêu chọc, tranh giành, thậm chí còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Trong làng có tiểu thư xinh đẹp nhà Ngô, tính tình lại dịu dàng nết na. Tiểu thư họ Ngô từng học cùng trường với cả họ Đỗ và họ Cổ. Thấy họ Đỗ hiền lành, dáng dấp thư sinh nên đem lòng cảm mến. Đôi bên đã qua lại vài lần, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Họ Cổ thấy tình ý của tiểu thư họ Ngô với họ Đỗ, lập tức tìm cách chiếm đoạt. Hắn nhờ cha mẹ làm mâm cao lễ đầy tới hỏi cưới. Gia đình tiểu thư họ Ngô thấy nhà Cổ bề thế, nghĩ con gái mình gả vào đây sẽ được sung sướng cả đời, nên lập tức chấp thuận. Họ Đỗ nghe tin buồn vô cùng. Tiểu thư họ Ngô không muốn lấy họ Cổ, nhưng vì phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đành phải nuốt nước mắt lên xe hoa. Họ Đỗ nghĩ mình phận kém, làm gì cũng bị chèn ép, nên không dám trách ai. Sau đó cũng tìm được một thôn nữ hiền lành cùng làng và kết duyên. Họ Đỗ và họ Cổ đều sinh được quý tử để nối dõi tông đường. Cả hai sau khi thành gia lập thất đều mở quán ăn, do không thể theo nghiệp đèn sách mà Đỗ Đạt làm quan. Dù quán họ Đỗ nấu ăn ngon, giá phải chăng, nhưng họ Cổ kệ có tiền và quyền, tìm cách phá họ Đỗ để kéo hết khách về quán mình. Họ Đỗ cũng ngập bồ hòn làm ngọt, nói với vợ mình phúc đâu hưởng vậy, miễn đủ ăn qua ngày là được rồi. Hai quý tử tới tuổi tới trường lại học cùng lớp, và lịch sử lặp lại. Con trai họ Đỗ bị con trai họ Cổ bắt nạt hàng ngày, lấy đồ có, đánh có, chặn đường không cho về cũng có. Thấy tủi nhục lắm, về mách cha nhờ tới trường xin phân xử, nhưng họ Đỗ lần nào cũng gạt đi và bảo con chịu khó. Cha ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng chẳng sao, con đừng để bụng mấy chuyện đó, họ Đỗ dặn con. Mỗi khi gặp mặt hai gia đình, họ Cổ luôn buông lời chế giễu hạ nhục, nhưng họ Đỗ vẫn cam chịu. Nhiều người thấy bất bình cho họ Đỗ, tuy nhiên bản thân anh cũng không hề phàn nàn nửa câu. Hai quý tử nhà họ Đỗ và họ Cổ đều học hành giỏi giang hơn phụ thân mình. Cả hai nhà đều cố gắng dành con học tập. Đến lúc lên kinh dự thi, họ Cổ cử gia nhân chở con bằng kiệu cho đỡ nhọc nhằn đường xa, để còn giữ sức giành ngôi đầu bảng làm quan to. Còn họ Đỗ không có điều kiện, chỉ cho con tay nải thức ăn và dặn dò lên đường bảo trọng. Ngày chia ly, vợ chồng họ Đỗ tiễn con trong nước mắt, trong lòng chỉ mong con sớm bình an trở về. Đỗ đạt thì tốt, không cũng chẳng sao. Đường lên kinh không hề ngắn, phải mất mấy ngày đường mới tới. Hôm đó cả đoàn gồm công tử họ Cổ và bốn gia nhân khinh kiệu, con trai họ Đỗ và một số bạn đồng niên khác. Sắp tới kinh thành, có đoạn đi qua dãy núi vừa gặp bão bị sạt lở. Người dân địa phương nói không nên qua lúc này mà chờ vài hôm tới hãy đi. Tuy nhiên, thời gian ứng thí không cho phép nên cả đoàn vẫn bạo gan đi tiếp. Trong lòng cầu xin thần Phật thương xót, phù hộ được bình an. Chẳng may, đến giữa chừng núi thì lại sạt lở, đất đá lăn xuống ầm ầm. Kiệu chở con trai nhà họ Cổ khi ấy chúng đá tảng lớn bị văng xuống vực. Họ Đỗ đi gần đó cũng bị rơi theo, nhưng may thế nào lại bám được vào chiếc kiệu. Và khi rớt xuống vực không hề bị thương tích gì, kể cả áo quần cũng chẳng rách lấy một màu. Nhưng họ Cổ lại không may mắn được như thế, bị đá đè và lìa đời lập tức. Gia nhân sống sót nhìn thấy cậu chủ mất mạng sợ quá, vội chạy về nhà báo tin dữ. Họ Đỗ thoát chết trong gang tấc,
vội quỳ lệ tạ ơn thần Phật và tiếp tục lên kinh ứng thí. Vừa hay tới đúng giờ và làm bài xong đạt được điểm cao, đỗ bảng vàng làm quan to. Họ Cổ than khóc cho con trai bạc mệnh, tức giận thấy con trai nhỏ họ Đỗ không những thoát chết mà còn được vinh danh bảng vàng. Họ Cổ không cam tâm, cứ ôm mộ con mà khóc tới ngất đi, rồi thấy mình xuống dưới địa phủ. Tại đây gặp con trai đang bị còng rất khổ sở, vội vàng chạy tới hỏi han khóc thương con. Con trai nói với cha rằng: con mất mạng để trả thay nợ nghiệp cho nhà họ Đỗ. Nhẽ ra con không tới sống, nhưng vì bao nghiệp nặng nhà họ Đỗ tích từ tiền kiếp con phải gánh. Do cha và con đều xử tệ với họ, vô tình đã gánh hết nghiệp cho họ rồi. Cha hãy về và cố sống cho khác đi, nếu không sớm muộn sẽ phải chịu tội còn khổ hơn con đó. Nghe con trai nói vậy, họ Cổ giật mình, cũng tỉnh luôn giấc mộng, lòng hối hận và khiếp sợ. Từ đó trở đi không dám hống hách và xử tệ với bất cứ ai. Nhân quả công minh và không bỏ sót bất cứ ai. Nếu bắt nạt người đối xử tồi tệ, vô hình chung lại đang giúp họ trả nợ mà gánh hết nghiệp lên mình. Làm người cần phải biết nhìn xa trông rộng, đừng chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi hay thỏa mãn tạm thời mà gánh quá nhiều nghiệp để khổ sở về sau. Chín thói quen có thể giúp bạn học mọi thứ nhanh gấp đôi. Kính thưa quý vị, làm thế nào để bạn có thể học mọi thứ nhanh và hiệu quả hơn? Đó là cùng học và phát triển 9 thói quen dưới đây. 1. Luyện kỹ năng đọc nhanh. Đọc nhanh không có nghĩa là đọc thoáng qua để rồi quên hết mọi thứ. Nó bao gồm rất nhiều kỹ năng như phân cụm, phân đoạn, tức là đọc theo cụm nhiều từ, chứ không đọc từng chữ một. Giảm thiểu việc đọc thành tiếng trong đầu, khả năng đọc lướt lấy thông tin cũng như khả năng sử dụng một công cụ để mà dẫn ánh mắt qua những đoạn bạn đọc. Để có thể đọc nhanh và hiệu quả thì bạn cũng phải rèn luyện nhiều, nhưng kết quả sau đó cũng cực kỳ đáng giá. Hiện nay có rất nhiều phương pháp hỗ trợ đọc nhanh mà bạn dễ dàng tìm kiếm trên Google. 2. Kiểm soát môi trường học. Trạng thái cảm xúc cũng ảnh hưởng ít nhiều tới việc học. Lo lắng hay căng thẳng sẽ làm giảm đi khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của bạn. Chính vì vậy, hãy đặt bản thân vào môi trường dễ chịu, trong lành và thoải mái trước khi bắt tay vào học. 3. Ghi chép. Hoạt động ghi chép giúp cho não bộ phân tích và tổng hợp lại những thứ mà chúng ta đang học. Việc ghi chép cũng giúp não bộ hồi tưởng lại các thông tin đã tiếp nhận